Xin chào cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 9. Hôm nay nhóm sẽ trình bày về đề tài nhân vật gắn với chủ đề nghệ thuật và sở thật trong Nghệ Nhân và Margarita. Trước tiên là khái quát tình hình xã hội và văn học nước Nga những năm đầu thế kỷ 20. Nước Nga trong những năm đầu thế kỷ 20 được xem là rốn bão của lịch sử châu Âu và thế giới với sự xuất hiện của nhiều cuộc cách mạng, cuộc chiến lớn như cách mạng tư sản lần thứ nhất, cách mạng tư sản lần thứ hai và cuộc thế chiến thứ nhất. Những năm đầu thế kỷ 20 sau cách mạng của Lenin thì xã hội Nga có nhiều biến chuyển, Nga vẫn giữ một nền nông nghiệp phong kiến lạc hậu. Chiến tranh xảy ra liên miên, mâu thuẫn trong xã hội ngày càng sâu sắc, từ mâu thuẫn giữa nhân dân với nha hoàn hay mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản, nó đã tạo điều kiện cho nền văn học khai thác chủ đề từ những mâu thuẫn xã hội ấy. Văn học giai đoạn này tiếp thu và phát triển những kiểu nhân vật trong giai đoạn trước như người thừa, con người nhỏ bé, con người tìm đường. Nhưng tiêu biểu nhất phải là việc lấy cảm hứng đề tài sau cuộc chiến như cuộc sống mới, con người mới. Gần cuối những năm 20 thì chính sách kinh tế mới ra đời, giải quyết những mâu thuẫn xã hội cũng như đề ra các phương pháp xây dựng xã hội. Kinh tế mới tạo điều kiện cho văn học phát triển theo phương hướng mới mẻ và hiện đại hơn. Đến với chương 2 chính là quan điểm nghệ thuật của Bulgakov thông qua các hình tượng nhân vật. Thì đầu tiên đó chính là trách nhiệm và phần thưởng của nhà văn qua hình tượng nghệ nhân. Thì khi tìm hiểu đến Nghệ Nhân và Margarita, ta bắt gặp dường như cuộc đời và hình tượng nhân vật nghệ nhân giống với chính bản sao của Bulgakov. Mượn hình tượng nghệ nhân, tác giả đã nêu lên được trách nhiệm cũng như là thiên chức của người làm nghệ thuật chân chính. Một trách nhiệm lớn lao đối với sáng tác nghệ thuật đó chính là sống từ các tác phẩm và chỉ kết thúc cuộc đời khi các sáng tác của họ kết thúc. Nhiệm vụ của anh chính là phải hoàn tất việc giải thoát và cứu cánh cho các nhân vật của mình trong tác phẩm. Nghệ nhân cuối cùng cũng đã phán quyết cho Pontipilat. Pontipilat ở chốn địa ngục có thể chính là vị Pilat trong lịch sử tôn giáo, nhưng nghệ nhân lại được chọn để giải thoát cho ông bởi anh có trách nhiệm với Pilat. Anh đã viết đúng về cuộc đời của ông, nhưng khi bản thảo lại chấm lửng câu chuyện về Pilat nên chính lúc này, khi không còn sự sợ hãi nữa thì chính là lúc anh phải làm tròn trách nhiệm của một người nghệ thuật với sự sáng tạo nghệ sĩ chân chính, chính là giải thoát cho nhân vật của mình. Một trách nhiệm khác lớn lao của nghệ nhân đã đem đến cho nghệ thuật chính là anh đã truyền lại thứ nghệ thuật của mình cho thế hệ sau. Từ đầu khi gặp Ivan, anh đã không ngần ngại nhận xét thơ Ivan là tệ, mặc dù chính anh cũng chưa hề đọc. Nghệ nhân khuyên Ivan phải tiếp tục nghệ thuật thực sự, một nghệ thuật tự do. Việc anh truyền lại những giá trị của nghệ thuật cho thế hệ sau nó giống như là việc khẳng định rằng nghệ thuật chân chính sẽ luôn luôn tồn tại mãi về sau này. Hình tượng nghệ nhân gắn với những trách nhiệm của một người nghệ sĩ chân chính, ông đã sống hết mình vì nghệ thuật và về những quan niệm mới mẻ của mình trong xã hội Nga lúc bấy giờ. Vì thế nên ông xứng đáng nhận được một phần thưởng, chính là sự cống hiến của mình vì nghệ thuật. Không phải hiển nhiên mà nhân vật lại có tên là nghệ nhân. Khi được Volan hỏi nguyên đâu mà Margarita gọi ông là nghệ nhân thì ông giải thích rằng đó là một điểm yếu mà có thể tha thứ được. Nàng đánh giá cao về cuốn tiểu thuyết tôi viết. Hay ở một phương diện khác, tên nghệ nhân đã được tác giả giải thích rõ rằng ẩn sau phía sau những danh từ này có ý nghĩa chỉ là một người có khả năng làm nghệ thuật, như là một người mang trong mình một quyền lực tối cao gì đó. Và tên gọi nghệ nhân như một phần thưởng tinh thần đầu tiên anh nhận được sau khi viết lên nghệ thuật chân chính. Phần thưởng có ảnh hưởng đến tinh thần cũng như có ý nghĩa đối với một người sáng tác văn chương như nghệ nhân, đó chính là bản thảo không cháy, một phần thưởng vô giá với con đường nghệ thuật của nghệ nhân. Nó là một phần thưởng lớn về mặt tinh thần, là sự công nhận về nghệ thuật của ông. Giá trị nghệ thuật được nhà văn đặt vào chi tiết này nhưng ngầm xác nhận rằng giá trị của nghệ thuật chân chính của tác phẩm trước những nhà phê bình văn chương trong xã hội. Phần thưởng tiếp theo đó chính là Chúa muốn mang nghệ nhân sang thế giới khác với cuộc sống không còn sự chỉ trích của xã hội như thời mà ông đang sống nữa. Đó cũng là một sự giải thoát đối với nghệ nhân. Đối với Chúa thì nghệ nhân chưa đủ hoàn hảo để được lên thiên đường, mà chỉ có thể được hưởng một phần thưởng, đó chính là sự yên tĩnh ở một thế giới khác. Giải thoát cho nhân vật Pontipilat trong tiểu thuyết của mình cũng chính là sự giải thoát cho nghệ nhân. Đúng thời điểm đó thì nghệ nhân cũng nhận được sự yên tĩnh và một cuộc sống vui vẻ bên người mà ông yêu thương. Còn gì tự do hơn khi được sống hạnh phúc vui vẻ với người mình yêu. Mỗi một phần thưởng được nhà văn mang vào tác phẩm đều có một vai trò riêng đối với nhân vật. Đó là cả quá trình cống hiến vì nghệ thuật mà một người nghệ sĩ chân chính mang trong mình những khát khao cháy bỏng. Tiếp theo đó chính là sự tiêu cực của nghệ thuật thông qua hình tượng Polyos. Thì Bulgakov đã mang đến cho độc giả những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, cũng như là những nỗi ám ảnh khi tiếp cận đến tác phẩm Nghệ Nhân và Margarita. Với những chiều ý nghĩ khác nhau thông qua từng câu chữ, tác phẩm hiện lên một bức tranh khắc họa về vấn đề bức thiết của xã hội, con người và nghệ thuật. Bulgakov đã xây dựng vào một nhân vật, đó chính là Polyos,
đại diện cho một sự tiêu cực, mục ruỗng của nghệ thuật. Polyos được Bulgakov xây dựng là một nhân vật với tư tưởng vô thần mạnh mẽ. Polyos dùng quyền lực của mình để chống đối với những giá trị thẩm mỹ truyền thống. Ở đây chính là sự tồn tại của Chúa Giê-xu. Với sự bài trừ, độc đoán thì Polyos không tin vào sự tồn tại của Chúa cũng như là những gì liên quan đến vấn đề tâm linh. Polyos đã luôn đưa ra những lý lẽ để khẳng định rằng Chúa không tồn tại. Những sự thật dần dần bị tha hóa, biến chất và mất đi tính tuyệt đối trước những dối trá, xả tạo của giới cầm quyền. Chúng ta dễ dàng bắt gặp trong Nghệ Nhân và Margarita những lần Polyos đã thao túng những nhà thơ, nhà văn sáng tác nên những tác phẩm phủ nhận sự tồn tại của Chúa. Ví dụ như khi bác bỏ bản thảo của nhà thơ Ivan về đề tài chống tôn giáo. Sự áp đặt tư tưởng của Polyos còn để lại nhiều ám ảnh qua việc hội nhà văn đã làm với nghệ nhân. Với sự bài trừ và chống đối những giá trị truyền thống, Polyos đã dùng quyền lực của mình để điều khiển người khác thay bản thân lên tiếng tố cáo mạnh mẽ bản thảo viết về Chúa Giê-xu của nghệ nhân, hay là một bài báo muốn đánh thật mạnh vào chủ nghĩa Pilat và gọi nghệ nhân là kẻ sùng tính, hay là một nhà phê bình bù nhìn, đó chính là Lantunskin. Chỉ biết phóng đại những gì mà Polyos muốn, đã viết bài với tiêu đề là một tín đồ cựu giáo gây gổ và phỉ báng nghệ nhân một cách mạnh mẽ. Đứng trước sự áp bức và công kích của Polyos thì nghệ nhân đã không bảo vệ được những tác phẩm của mình, cũng như là những tư tưởng. Đến phút cuối cùng, nghệ nhân đã bắt đầu có sự đầu hàng và buông bỏ khi đi đến quyết định đốt bản thảo. Qua đó thì Bulgakov đang muốn cho độc giả thấy được một nước Nga với nền văn chương phải chịu những khuôn mẫu, những áp đặt mà chính nó cũng không có cách nào để thoát ra được. Dưới sức mạnh của những nhà cầm quyền, các nhà văn, nhà thơ đã phải bó hẹp về chủ đề sáng tác, những tư tưởng và suy nghĩ của họ chỉ xoay quanh học thuyết giáo điều của Polyos về việc phủ nhận sự tồn tại của Chúa Giê-xu. Hay là với sự dung túng bao che của Polyos thì họ nhà văn đã dần trở nên tha hóa và không còn giữ cho mình được những tính chất thuần túy của nghệ thuật văn chương nữa. Họ tham gia vào họ nhà văn chỉ vì đặc quyền của những tấm thẻ màu nâu sẫm có đường viền mạ vàng. Hay Ribbentrop, nhà kính, nơi vô số các tài năng đang ẩn nhấu và tưởng chừng sẽ tạo nên những nhà văn quả dứa tươi tốt nhưng lại suy đồi và thối nát. Thì từ đó ta có thể thấy được là danh lợi và quyền lực đã làm tha hóa đi trách nhiệm sáng tạo nghệ thuật của một nghệ nhân. Tiếp theo chúng ta đến với vai trò của tình yêu trong nghệ thuật thông qua hình tượng nhân vật Margarita. Bulgakov đã xây dựng Margarita như một thiên thần hồn mềm của nghệ nhân, mang đến tình yêu và sức mạnh cho nghệ nhân trong suốt quá trình sáng tạo nghệ thuật. Đầu tiên, chính tình yêu của Margarita là động lực để nghệ nhân sáng tạo nghệ thuật, cùng anh vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống, bên cạnh với yêu thương chăm sóc nghệ nhân. Cô chấp nhận sống cùng với nghệ nhân trong căn tầng hầm chật hẹp, và chính nghệ nhân cũng xem cái khoảng thời gian ở bên cạnh Margarita là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Những ngày có nàng bên cạnh thì anh như được tiếp thêm cái động lực để sáng tạo ra cuốn tiểu thuyết đầy tâm huyết, viết tiếp trách nhiệm của một người sống vì nghệ thuật khi có được sự cổ vũ từ bóng hồng tri kỷ của mình. Chính tình yêu và sự cổ vũ của Margarita là động lực giúp nghệ nhân hoàn thành quyển tiểu thuyết. Không những thế, Margarita còn say mê và trân trọng quyển tiểu thuyết của nghệ nhân. Nàng cẩn thận xếp những trang giấy giỏ thành một tập, lấy giấy gói kỹ buộc lại bằng một dải nơ. Nàng đọc đi đọc lại những trang anh vừa viết xong, ngân nga đọc to những câu nàng thích. Đối với Margarita thì nghệ nhân là một người nghệ sĩ thực thụ, một người thuộc về nghệ thuật và sống vì nghệ thuật. Bên cạnh sự tin tưởng và trân trọng, Margarita còn luôn thấu hiểu, đồng cảm với những gì mà nghệ nhân phải chịu. Nàng luôn mong muốn có thể làm gì đó trước sự bất lực, muốn buông bỏ tất cả của nghệ nhân. Nàng đã vô cùng tức giận khi đọc bài báo của Lantunskin đã kích tác phẩm của anh, và Margarita đã trả thù Lantunskin bằng cách đập tan hoang nhà của ông. Có lẽ sang nghệ nhân thì Margarita là người thứ hai hiểu rõ cuốn tiểu thuyết viết về Bunty Pilat nhất. Cô hiểu rõ cái giá trị thực sự của nó và hành trình sáng tạo nghệ thuật gian nan như thế nào. Margarita luôn mong muốn quyển tiểu thuyết này sẽ giúp nghệ nhân có được cái thành quả tốt đẹp xứng đáng. Margarita đã làm tất cả để có thể giúp nghệ nhân khôi phục lại bản thảo, giúp anh trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Nàng sẵn sàng chấp nhận tham gia đại vũ hội của chú quỷ Satan Volan chỉ để xin được gặp nghệ nhân. Nàng chấp nhận van xin để cầu mong có được sự cứu rỗi từ Volan cho người tình của mình, và bằng mọi giá thuyết phục nghệ nhân, khuyên nhủ động viên anh tiếp tục sáng tạo nghệ thuật, hoàn thành tác phẩm. Cuối cùng, sự kiên định của Margarita đã thực sự cứu rỗi được nghệ nhân, để anh có thể đặt một cái kết trọn vẹn cho nhân vật trong tiểu thuyết của mình. Thông qua hình tượng Margarita và câu chuyện tình yêu của nàng cùng nghệ nhân, Bulgakov đã thể hiện một quan niệm về vai trò của tình yêu trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Tình yêu song hành và tạo động lực cho quá trình sáng tạo nghệ thuật. Tình yêu và nghệ thuật là một cặp bài trùng tạo nên số phận. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chương 3, nhân vật gắn với chủ đề sự thật. Đầu tiên đó chính là nhân vật dám sống vì sự thật.
Bulgakov đã khẳng định sự thật là một điều không thể chối bỏ thông qua hình tượng nhân vật Yeshua, một người dám sống vì sự thật và luôn bảo vệ sự thật. Yeshua được xây dựng dựa trên nguyên bản của Chúa Yeshua, vì thế con người ấy luôn mang trong mình tính cách ngay thẳng, luôn hướng tới cải thiện và bảo vệ sự thật. Dù bị đánh, tra tấn, bị hàm oan, nhưng không vì thế mà Yeshua trở nên nóng nảy, giận dữ hay khai báo sai sự thật. Thậm chí khi bị dồn vào bước đường cùng, đó chính là sự tử, nhưng Yeshua vẫn không dối trá hay trốn tránh sự thật theo lời của Pontius Pilate. Bởi lẽ đối với ông, nói sự thật bao giờ cũng nhẹ nhõm và dễ chịu. Hơn thế, Yeshua còn đi hành hương khắp nơi để truyền bá chân lý về cái thiện, về lòng tin, về sự thật, với mục đích hướng con người đến những điều tốt đẹp. Có thể thấy, Yeshua đã sống vì sự thật và luôn bảo vệ sự thật. Từng lời nói và hành động của ông đều chứng minh sự thật là điều không thể chối bỏ. Yeshua được Bulgakov xây dựng như một nhân vật dám sống vì sự thật và luôn bảo vệ sự thật, cho dù sự thật ấy có làm tổn hại đến mình, để khẳng định rằng sự thật là điều không thể chối bỏ và con người nên hướng đến sự thật, hướng đến chân lý. Ngoài Yeshua cũng có nhiều nhân vật khác đã sẵn sàng đứng lên vì lẽ phải, nhưng trong tác phẩm nổi bật hơn cả có thể kể đến là nàng Margarita. Giữa một xã hội đầy rẫy những giả dối ở Moscow lúc bấy giờ, Margarita lại là nhân vật tiêu biểu cho con người luôn sống vì sự thật. Nàng sống thật với tình yêu của chính mình. Ngay từ đầu, nàng đã thể hiện việc sống thật với cảm xúc của bản thân khi nàng nói rằng ngày hôm đó nàng ôm hoa vàng đi ngoài phố là để tôi cuối cùng nhìn thấy nàng, và nếu như điều đó không xảy ra thì nàng sẽ tự tử vì rằng cuộc đời nàng trống rỗng. Không chỉ thế, nàng còn dám từ bỏ cuộc sống với người trầm cũ để đến với nghệ nhân. Hay thậm chí, nàng đã chấp nhận yêu cầu của chú quỷ để có thể đi tìm một cuộc sống vĩnh cửu bên nghệ nhân. Chính cái hành động chấp nhận yêu cầu của chú quỷ Satan đó đã đánh dấu rõ nhất cho việc nàng dám sống vì sự thật, chấp nhận và sống thật với tình yêu của chính mình. Câu nói em sẽ chết cùng anh, sáng mai em sẽ đến với anh, đó chính là minh chứng cho sự dũng cảm dám sống thật với tình yêu của mình. Margarita đã được Bulgakov dựng là một nhân vật với nhiều cung bậc khác nhau và miêu tả hành động của cô để khắc họa một cô gái sẵn sàng sống hết mình vì tình yêu. Nhân vật không dám sống vì sự thật. Nhân vật đầu tiên mà nhóm muốn đề cập đó chính là Pontius Pilate. Pontius Pilate trong tác phẩm là một kẻ hèn nhát, trốn tránh sự thật. Pontius Pilate biết được sự thật thông qua buổi thẩm tra Yeshua, kẻ đã bị bắt vì tội xúi dục phá hoại đền thờ. Và ở đây một cuộc đấu tranh trong nội tâm của Pilate đã diễn ra, đó là tâm trạng vừa muốn tha vừa không muốn tha. Pilate muốn tha cho Yeshua vì ông biết được sự thật rằng Yeshua hoàn toàn vô tội, và nếu xử tử một người không có tội tức là làm trái với lương tâm của mình. Và điều đó đã được thể hiện thông qua 3 lần Pilate hỏi viên đại tư tế sẽ quyết định ân xá cho kẻ nào nhân dịp đại lễ vừa qua. Và thậm chí Pilate đã đề nghị với đại tư tế rằng nên thả tên ít nguy hiểm hơn trong số 2 tên bị kết án và hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ, chính là Yeshua. Còn tâm trạng không muốn tha ở đây có thể được hiểu là nếu như Pilate tha cho Yeshua, tức là ông đang đứng ngược lại với hoàng đế La Mã, đứng ngược lại với những người dân ở xứ Judea này. Và cái việc trốn tránh sự thật đó càng được thể hiện rõ hơn khi mà Pontius Pilate quyết định xử tử Yeshua như bản án tử hình đã được ông duyệt trước đó. Ở đây có thể thấy là Pontius Pilate dù biết được sự thật, ông thừa biết những âm mưu của những kẻ thảm hại, nhưng ông lại không có can đảm để sống cho những gì mình xác tâm và quyết định đứng ngược lại với sự thật. Dù trong suy nghĩ hay lời nói ta sẽ cảm nhận được dường như là Pilate luôn muốn bênh vực và luôn muốn tha tội chết cho Yeshua, nhưng chính cái hành động của ông lại đi ngược lại với điều đó, và cũng chính cái hành động đó đã thể hiện rõ bản chất trong con người của quan cộng chứng, một bản chất hèn nhát không trốn tránh sự thật. Là một người được ban cho quyền lực, nhưng thay vì đứng lên bảo vệ lẽ phải công lý thì Pilate lại phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm vì bảo vệ địa vị cũng như là quyền lực của bản thân, mà ông lại không dám sống theo sự thật để đứng ngược lại với sự thật và để cho cái ác lên ngôi. Bên cạnh nhân vật Pontius Pilate, nhóm còn muốn đề cập đến những cái nhóm nhân vật trong tác phẩm, đó chính là những hàng người sống gian dối su nịnh giả tạo ở thành phố Moscow. Những kẻ đó lần lượt được hiện lên thông qua sự xuất hiện của nhân vật Volem. Ở đây chúng ta cùng nói một chút, đó chính là nếu như trong quan niệm kinh thánh, Satan được xem là kẻ nói dối và là cha đẻ của sự dối trá, thì trong tác phẩm của mình, Bulgakov lại xây dựng Volem, hình tượng của chú quỷ Satan với vai trò lật tẩy sự nói dối và bóc trần sự thật. Ở đây ta thấy được một sự độc đáo để sáng tạo trong cách xây dựng hình tượng của nhân vật Bulgakov. Và quay lại với vấn đề, thì sự thật về những hạng người trên đã được Bulgakov phơi bày một cách triệt để thông qua những hành động của Volem và đoàn tùy tùng của hắn ở Moscow. Với những trò hát ảo thuật của Koroviev, buổi biểu diễn đã lật tẩy bộ mặt thực của mọi giai tầng với mọi phẩm chất, từ người công dân đến những viên chức có quyền hành ở Moscow, đó là những kẻ đầu cơ ngoại tệ, tham lam, đua đòi, ngoại tình, ăn hối lộ của một người công dân bài bạc và trốn tiền cấp dưỡng, hay là của một chủ tịch hội đồng nhà cửa những đút lót chạy trọt và bị vạch trần vì cất giấu ngoại tệ. Và việc Bulgakov lựa chọn Volem với vai trò lật tẩy không chỉ cho thấy được sự sáng tạo của nhà văn, mà nó còn chứa đựng dụng ý nghệ thuật, bởi lẽ chỉ có Volem
Vua của địa ngục, kẻ đứng đầu thế giới tối tăm mất hiểu rõ hơn ai hết về thế giới đó mới có thể đủ sức vạch trần lời nói dối của những hạng người trên. Không chỉ vậy, những góc khuất tối tăm trong tâm hồn của người dân Moskva cũng dần được hiện lên thông qua buổi diễn. Đó là một cảnh nhốn nháo của hàng trăm cánh tay khô lên để soi những tờ giấy bạc về phía ánh sáng sân khấu. Sự nhốn nháo ấy cũng chính là đáp án cho câu hỏi trước đó của Volen rằng họ, những người dân thành phố này bên trong có thay đổi hay không. Và thông qua phép thử lạ hắc ảo thuật, Volen đã đi đến kết luận rằng nói chung cũng giống như trước kia, chỉ có vấn đề nhà cửa là làm họ hư hỏng. Điều đó có nghĩa là không có gì thay đổi về mặt đạo đức, ý thức của người dân khi chính trị xã hội thay đổi. Họ vẫn thích tiền, vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất, tham lam, sự gian dối, không trung thực. Hơn thế, bên cạnh việc chỉ ra sự thật về đạo đức đang dần xuống cấp của những con người ở xã hội Moskva lúc bấy giờ, Bulgakov còn giữ nhảy chính quyền Xô Viết thông qua cách những tên viên chức bị buộc rời khỏi chiếc ghế cầm quyền của mình đầy dư cơ. Đó là tên giám đốc nhà hát tập kỹ Stepan, một kẻ rùa chè bê bết, lợi dụng quyền thế địa vị của mình để quan hệ bất chính với đàn bà, đã bị Volen chuyển tới Yalta một cách kỳ lạ ngay trong đêm khi trên người gã chỉ đang mặc chiếc quần mà thôi. Những viên chức với lối sống phù phiếm quan liêu đều được Bulgakov đưa lên sân khấu của sự thật, và ở đó những phẩm chất tồi tệ ẩn sau lớp mặt nạ đều được phơi bày trong tiếng cười của khán giả. Và thông qua những nhân vật giả dối bị Volen và đoàn tùy tùng vạch trần, Bulgakov lại cho chúng ta thấy được một sự thật, đó chính là hiện thực của xã hội Liên Xô vào những năm 20-30 của thế kỷ 20. Dù đất nước đã thực hiện chính sách kinh tế đổi mới, nhưng dường như tầng sâu trong tâm hồn của người dân Moskva nói riêng và người dân Nga nói chung vẫn không có sự thay đổi cách mạng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mối quan hệ giữa nghệ thuật và sự thật. Trước tiên là nghệ thuật bảo vệ sự thật. Mối quan hệ này được thể hiện qua nghệ thuật khẳng định là những giá trị thẩm mỹ truyền thống, cụ thể là giá trị thẩm mỹ tôn giáo trong văn học. Nếu như Berlioz và hội nhà văn ra sức chối bỏ sự thật, chối bỏ lịch sử, thì nghệ nhân đã dùng chính cái lịch sử ấy để sáng tạo nghệ thuật. Tiểu thuyết của nghệ nhân viết về đề tài lịch sử và khẳng định sự tồn tại của Chúa, lấy chất liệu từ một sự kiện được ghi chép trong bốn sách phúc âm của Kinh Thánh Tân Ước. Đó là sự kiện Chúa Giêsu bị hãm hại và bị xét xử hành hình bởi vị quan tổng trấn thứ năm của La Mã Kyde Sirato. Trong tiểu thuyết của nghệ nhân, Bintibilat chính là vị quan tổng trấn ấy và Giêsu chính là hiện thân của Chúa Giêsu. Theo sách phúc âm tường thuật, vị quan tổng trấn Pilato miễn cưỡng xử tử Giêsu dưới sức ép của đám đông dân chúng, dù biết Chúa Giêsu chẳng có tội gì đáng để xử tử. Bintibilat trong tiểu thuyết của nghệ nhân vẫn là vị quan tổng trấn giữ vai trò xét xử và cũng nhìn rõ sự thật là Giêsu không có tội nhân vẫn quyết định hành hình. Còn hình tượng Giêsu có đôi phần khác với những chi tiết về Đức Chúa Giêsu được ghi chép trong sách phúc âm. Nhưng chân lý và đạo đức ở Giêsu chính là minh chứng tốt nhất khẳng định sự tồn tại của Chúa. Giêsu đại diện cho tư tưởng đạo đức tận thiện và là hiện thân của công lý khi luôn tin vào sự thật. Hơn hết, Giêsu tự khẳng định mình tin vào Đức Chúa Trời. Ngoài ra, tiểu thuyết còn miêu tả không gian, thời gian diễn ra sự kiện lịch sử ấy một cách cụ thể. Suốt câu chuyện chỉ tập trung miêu tả chi tiết tiến trình diễn ra sự kiện xét xử và hành hình Giêsu, không một yếu tố hư cấu nào, và các nhân vật khác trong tiểu thuyết đều cư xử phù hợp với tính chất lớn lao của sự kiện. Tiểu thuyết của nghệ nhân chỉ tập trung làm sáng tỏ sự thật và dẫn dắt người ta đến với sự thật. Sự thật của nhân vật trong tiểu thuyết và cũng chính là sự thật mà nghệ thuật chân chính cần phải bảo vệ, đó chính là sự thật về những ý nghĩa triết học, về những giá trị lịch sử của nhân loại. Câu chuyện về Bintibilat của nghệ nhân càng thêm phần thuyết phục hơn khi mà Bulgakov đã để cho nhân vật Volen một lần nữa khẳng định về sự tồn tại của Chúa. Và chi tiết Bintibilat xuất hiện trong tác phẩm của nghệ nhân cũng trùng khớp một cách kỳ lạ với lời Volen nói với Ivan và Volyov. Cuộc trò chuyện với nghệ nhân tại phòng bệnh của Ivan lại thêm một lần nữa khẳng định rằng Bintibilat trong tiểu thuyết của nghệ nhân là một nhân vật có thật trong lịch sử nhân loại. Tóm lại thì thông qua nghệ nhân và tác phẩm viết về đề tài lịch sử của anh đã thể hiện rõ mối quan hệ tích cực giữa nghệ thuật và sự thật. Đó là sự thật là điều không thể chối bỏ, và nghệ thuật chân chính là nghệ thuật đi tìm và bảo vệ sự thật. Mối quan hệ tiếp theo giữa nghệ thuật và sự thật đó chính là nghệ thuật chối bỏ sự thật. Trong Nghệ Nhân và Margarita thì nghệ thuật được thể hiện quanh vấn đề sự thật, nhưng sự thật trong tác phẩm lại bị những yếu tố tư tưởng bên ngoài che lấp đi. Thứ nhất, mối quan hệ này được thể hiện qua việc nghệ thuật đi ngược lại với những giá trị thẩm mỹ truyền thống. Điều này có thể thấy rõ qua Berlioz, một con người sống vì nghệ thuật và cũng là đầu não tư tưởng của nghệ thuật Moskva. Tuy nhiên, quan điểm nghệ thuật của Berlioz lại bắt nguồn từ tư tưởng vô thần, và ông ta luôn đưa ra những lý lẽ để bác bỏ đi sự tồn tại của Chúa. Và cứ như thế, giới văn chương Moskva đã đi ngược lại với những giá trị thẩm mỹ truyền thống, ra sức củng cố cho học thuyết giáo điều của Berlioz rằng Chúa không tồn tại và con người tự điều hành cuộc sống của mình, và bác bỏ tất cả mọi sáng tác về Chúa hay những tác phẩm mang giá trị thẩm mỹ tôn giáo. Nghệ thuật nên còn đi theo sự khách quan của lịch sử, và những yếu tố sự thật còn được xem xét kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, người quản lý nghệ thuật Mosca là một con người nghệ thuật nhưng lại nhìn nhận tiêu cực về những vấn đề lịch sử, tôn giáo. Và nền văn chương nghệ thuật Mosca từ đó mà phủ nhận đi sự thật lịch sử chính là đang hủy hoại đi nghệ thuật chân chính. Thứ hai là con người nghệ thuật chọn cách từ bỏ sự thật, và điều này thể hiện thông qua nghệ nhân. Một người nghệ sĩ viết về sự thật và bảo vệ giá trị thẩm mỹ truyền thống. Tuy nhiên, tác phẩm của anh lại bị từ chối một cách dữ dội bởi giới văn chương nghệ thuật Mosca. Điều này khiến cho anh trở nên bế tắc và muốn từ bỏ. Nghệ thuật của anh là sự thật, nhưng con người nghệ thuật là anh lại chọn cách từ bỏ sự thật bằng cách tự tay mình đốt cháy cuốn tiểu thuyết viết về sự thật của mình. Chính bản thân nghệ nhân đã tự tay vứt bỏ đi cái sự thật trong tác phẩm nghệ thuật của mình, và nghệ nhân đã để mặc cho tác phẩm viết về sự thật ấy bị giới văn chương Mosca phê phán, chê trách. Còn anh thì đã hèn nhát chọn cho mình một cách sống, đó là trở thành một bệnh nhân tâm thần để quên đi tất cả, nghệ thuật lẫn sự thật. Và thuyết trình của nhóm chính đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe phần trình bày của nhóm. Chúc cô và các bạn sẽ có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và năng lượng.